Cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang mới vừa cắt được một kỳ. Đây là ghi hạt 5 cánh trắng quang trung nha cô chú. Mặt hoa là mặt hoa chuẩn. Và cái khung bông của 5 cánh trắng quang trung này là cực kỳ đẹp. Và cái bên con là hàng kỳ và đã bám rễ rất là tốt nha cô chú. 5 cánh trắng quang trung. Đó. Cô chú nhìn cái khung bông cực kỳ đẹp nha cô chú. Và cái hai con mắt nó là màu tím blue rất là đẹp. Đó. Và cái mũi rất là đẹp nha cô chú. 5 cánh trắng tinh luôn, 5 cánh trắng quang trung. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và bên con bán kia này là chuẩn mặt hoa nha cô chú. Và giá của kia 5 cánh trắng quang trung là 4 triệu. Bên con chỉ đúng duy nhất một kia thôi. 5 cánh trắng quang trung giá là 4 triệu. Sau đây con sẽ giới thiệu cô chú mình cái hình cây của nó. Và đây là hình cây bên cửa hàng bên con nha cô chú. Và cái kia này thì nó đang dài được 5 cm. Và giá của nó là 4 triệu nha cô chú. Nó dài khoảng 5 cm rưỡi luôn á, nhưng mà con chỉ nói khoảng 5 cm thôi. Đó. Và cái kia này nè, cô chú nhìn nó đã bắt đầu xuống rễ nè cô chú. Và nó đang bật một cái mầm gốc đó nè. Đó. Nó đang bật mầm gốc đó cô chú. Và cái kia này thì con mới cắt kia ra và con mới trồng lại thôi. Cô chú nhìn rễ đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt rồi. Nên mình về mình thì nó sẽ rất là mà bám rễ vô giá thể nha cô chú. Bên con chỉ mới cắt ra và trồng lại thôi. Đây là 5 cánh trắng quang trung, bên con có đúng duy nhất một kỳ nha cô chú. Đây, và con lọt luôn cho cô chú mình dễ xem nè. Tại vì con mới cắt ra và trồng lại cho nên con lọt ra được. Cô chú nhìn cái mắt nó rất là sáng nha cô chú. Tại cái này con mới cắt kỳ ra. Nói chung là rễ đã bám ra rất là tốt rồi con mới dám cắt. Đó. Cho mình về mình dễ chăm sóc nha cô chú, mắt ngủ đã bắt đầu sáng lên rồi. Và kỳ này đang dài tầm khoảng gần 6 cm nha cô chú. Nó tầm khoảng 5 cm rưỡi á. Giá của nó là 4 triệu, kỳ rất là khỏe luôn á, rất là lực cô chú. 5 cánh trắng quang trung. Đây là kích thước cây nha cô chú. Cây này vẫn còn đang đi ngọn luôn, nó dài tầm khoảng 5 cm rưỡi á. Vẫn đang đi ngọn nha cô chú. Bên con chỉ có đúng duy nhất một cây thôi. Và giá của cái kỳ này là 4 triệu. Số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Đây là 5 cánh trắng quang trung nha cô chú. Kỳ rất là lực luôn á. Đó. Đang sưng lên một mắt nè cô chú. Đã bám rễ rất là tốt.